tin giáo sứ An Phú nhân dịp mừng lễ mình máu thánh chúa 125 em thiếu nhi giáo sứ An Phú được rước lễ lần đầu trong thánh lễ mình máu thánh chúa vào lúc 7 giờ 30 ngày 3 tháng 6 năm 2018 125 em thiếu nhi thuộc giáo sứ An Phú được rước lễ lần đầu thánh lễ do cha sở do An Bautista Trịnh Văn Cường chủ tế cùng quý cha đồng tế và cộng đoàn dân chúa hiệp nguyện trong bầu khí sốt sắng. Sau 6 năm học giáo lý, các em được hiểu về Chúa nhiều hơn và chắc hẳn các em cũng biết yêu mến Chúa hơn. Hôm nay, với lòng phấn khởi, các em được rước mình máu Chúa vào lòng. Chúa đã nên thần lương cho chính các em và giúp các em sống xứng đáng vì có Chúa ngự trị trong tâm hồn. Qua nội dung của đoạn tin mừng theo Thánh Mác Cô, lời giảng của cha chủ tế giúp cho cộng đoàn hiểu thêm rằng Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể trong những giây phút cam go nhất của cuộc đời. Chúa biết người chịu khổ nạn để cứu chuộc nhân loại. Thế nhưng các môn sinh yêu quý của Chúa, người thì phản bội, kẻ lại chối thầy, nhưng Chúa vẫn yêu thương đến cùng. Sau phần hiệp lễ, vị đại diện phụ huynh nói lời cảm ơn quý cha, quý sơ cùng các anh chị giáo lý viên đã dạy dỗ các em bao năm qua. Cảm ơn sự nhắc nhở cộng tác của các bậc phụ huynh trong việc dạy dỗ các em siêng năng tham dự thánh lễ và giữ đạo sốt sáng. Sau thánh lễ, các em được chụp hình lưu niệm với quý cha, quý sơ và nhận một phần quà nhỏ ra về cùng cha mẹ trong niềm vui.